Xin chào mọi người nhé. Hôm nay em lại tiếp tục chia sẻ với mọi người một cái video quá trình đóng các bộ pin lưu trữ của bên em. Đợt này thì sale 208 đang sẵn rất là nhiều và giá thành nó cũng đang rất là rẻ nên là khá nhiều khách đặt hàng. Bên em cũng đang nhận đơn đóng những cái bộ 12, 24 và 48V như thế này cho khách hàng sử dụng trong phần năng lượng lưu trữ. Một khối 12V 280Ah thì nó sẽ lưu được là 3,5 kg nhé. Còn khối 24V 208 thì sẽ lưu được 7 kg. Còn khối 51.2V 208 thì nó sẽ lưu được 14 kg. Ở đây em đang dùng cái máy cân bằng 16 kênh. Hôm trước cũng có một cái video chia sẻ với mọi người rồi. Thì hôm nay lại tiếp tục cân. Ở đây em đang cân một bộ này là 4 cell. Mỗi cell là 3.2V 208 này. Bên kia một bộ 4 cell nữa nhưng mà đã đóng hoàn thiện vào trong khối 12V kia rồi. Còn bộ này là 8 cell, khối 24V 280Ah thì tổng tất cả có 16 cell pin ở đây. Đang cân bằng cái máy cân bằng này. Em có cái màn hình máy tính mà nó hơi bị nhiễu một chút, mọi người thông cảm thế nhá. Hôm sau em sẽ đổi cái máy khác, nó cái này do màn hình thôi, dùng lâu quá nên màn hình nó xuống cấp rồi. Bây giờ nó thỉnh thoảng nó cứ bị nhiễu, nó nháy nháy như vậy. Nhưng mà chất lượng thì vẫn đang dùng ổn định. Đây mọi người có thể xem bốn cái cell đầu tiên này này. Nó đang cân với cái dòng 10A nhá. Đây. Dòng 10A này là dòng lớn nhất của cái máy này. Có nghĩa là mỗi một kênh nó cho cân dòng tối đa là 10A. Ví dụ như khối 280Ah mà cân từ 0Ah lên đầy ấy, thì nó phải mất tới 28 tiếng. Nhưng mà bản chất của cái cell pin khi mà bên hãng gửi về ấy, thì nó cũng có khoảng tầm 50-60% ở trong rồi. Nên là nếu mà chúng ta cân từ mức khi mới nhận hàng bên nhà máy về thì sẽ mất khoảng một nửa thời gian. Thường thường là khoảng, nếu mà cân từ khi mà nhận về nó còn khoảng 140Ah thì chúng ta mất thêm 14 tiếng nữa để đầy cân, nếu không sạc nhé, chỉ cân như vậy. Có nghĩa là nó vừa cấp cái dòng sạc 10A vừa cân thì sẽ cần 14 tiếng để 4 cái cell này này. Vì 4 cell này là em cân luôn không sạc cho nó đủ bộ như này. Như bộ này này là đã sạc rồi này. Bộ này cũng đã sạc rồi này. Thì bây giờ đem vào cân thì nó sẽ nhanh hơn. Thì mọi người có thể thấy dòng ở đây nhé. 4 cái cell đầu tiên này này là 4 cái cell rời. Đó, dòng đang lớn nhất, dòng 10A. Nó phải mất một khoảng thời gian, phải tầm đêm nay nữa thì sáng ngày mai nó mới đầy được và nó mới cân bằng. Còn như các cell ở đây thì nó, đây này, nó có độ lệch cell thì nó sẽ cân nhá. 0.13A này, 0.22 này, 0.33 này. Nó tương tự cho những cái dưới này, nó sắp đầy rồi. Đây có một cái nó vẫn đang nạp vào là dòng hơn 3A này. Khi mà ban đầu ấy, nếu mà chúng ta mới đem vào máy cân ấy thì có những cell nó lệch những cái cell kia khoảng tầm 20-30Ah như em đã chia sẻ, thì nó sẽ đẩy vào cái dòng lớn. Đến khi nào mà các khối đều có dung lượng bằng nhau, chúng ta nhìn điện áp là nó sẽ không chính xác đâu nhé. Kể cả mới khi mà bên hãng gửi về ấy, một số hãng thì chúng ta đặt số lượng lớn thì có thể người ta sẽ cân bằng trước, nhưng mà việc đó cũng khá là mất thời gian nên là người ta chỉ cân bằng cái điện áp thôi chứ không cân bằng dung lượng. Thì chúng ta có thể đo điện áp đều là 3.2V hoặc là 3.25-3.29V, nhưng mà cái dung lượng nó có thể nó sẽ lệch như em đã chia sẻ video trước. Thì cái việc cân bằng này là bắt buộc nhé. Chúng ta có thể vừa sạc vừa cân, hoặc là sạc trước rồi mới cân, hoặc là cân rồi mới sạc, thì mọi người chọn như nào cũng được. Thực chất thì nếu mà cân thì sẽ không phải sạc nữa vì nó vừa cân vừa sạc, nó cân dung lượng mà. Thì như cái bốn cái cell này này thì em bắt đầu cân từ từ đầu luôn, có nghĩa là không sạc nữa thì cân đến khoảng tầm 14-15 tiếng gì đó thì nó sẽ đầy luôn và nó sẽ đều dung lượng. Còn những cái bộ này này, chúng ta muốn nhanh hơn thì chúng ta lắp đấu trước. Bình thường bên em đóng pin cho khách thì sẽ lắp này, quy trình là sẽ lắp trước này. Lắp hoàn thiện có mạch đầy đủ như vậy. Sau đó là sẽ tiến hành sạc bằng những cái máy cấp nguồn này. Còn những cái hệ thống mà 16 cell ấy thì sẽ dùng bằng máy lắc power. Lắc power thì sẽ sạc nhanh hơn, cài được dòng sạc mà thì nó sẽ sạc đầy. Đầy nhưng mà nó sẽ chưa cân bằng giữa các cell nhé. Nó vẫn có lệch dung lượng. Ví dụ cell này đã lên 280Ah nhưng các cell khác chỉ có 250Ah hoặc là 260Ah. Thì chúng ta đem vào cái máy này, nó sẽ cân những cái cell còn non đó, những cái cell 250 đó, nó đều dung lượng với cả các phần 280Ah. Thì bên em đang tiến hành làm như vậy. Đây, ví dụ các khối ở đây này. Khối này thì đang cho sạc nhé. Sạc xong rồi em mới cân. Đây, đang tiến hành cấp sạc dòng 20A này. Đó, qua con máy này, khối này cũng là 24V 280Ah, đóng mạch thường nhé, không phải là mạch Bluetooth. Còn như khối này mạch Bluetooth này, mạch Bluetooth thì có thêm nút nhấn này, đây, mạch 200A luôn, cái mạch này là mạch Zika 200A nhé, nó có nút nhấn. Anh em có thể gắn thêm màn hình như những cái khối 208. Còn khối này 12V
280Ah mạch thường luôn, mạch thường nhìn không có nút nhấn là biết mạch thường. Đó, mạch Bluetooth Zika thì thường bên em sẽ gắn thêm nút nhấn. Đây, 12-24 này. Đây có một bộ 24V nữa cũng đang làm với cái mạch Zika. Đây. Nút nhấn này. Mạch Zika chúng ta có 200A và 100A nhé. Đây mạch 200A anh em ký hiệu đây để bàn giao cho khách hàng. Khối này cũng đã hoàn thiện rồi này. Đang chờ nhé, hiện tại em mới chỉ có một cái máy cân nữa thôi. Nên là chúng ta sẽ sạc đầy trước, sau đó là đem vào cân 16 kênh. Còn nếu mà sau này có điều kiện thì em sẽ đầu tư thêm một con máy và dòng chắc chắn sẽ lớn hơn. Con này dòng chỉ có 10A, nó cân cũng hơi lâu. Ví dụ chúng ta nó đang lệch là 40Ah mà chúng ta cân cái dòng 10A thì nó gần 4 tiếng để đầy. Còn nếu mà chúng ta có cái máy dòng 30A ấy, mà cân cho lệch 40Ah đi thì nó sẽ khoảng tầm hơn 1 tiếng là đầy thôi. Nên là sắp tới em sẽ đầu tư một cái máy cân và dòng nó sẽ lớn hơn. Còn việc nạp thì chúng ta đã có những cái máy lắc power hoặc là những cái máy cấp nguồn như thế này rồi. Đây, những cái bộ pin làm cho khách hàng. Phần báo giá thì em đã có một video ở trước rồi nhé. Giá thì nó sẽ tùy theo mức bảo hành này, tùy theo mạch chúng ta lựa chọn, mạch thường hoặc là mạch Bluetooth. Trong mạch Bluetooth thì chúng ta có chia ra là mạch 100A hoặc là 200A. Còn những cái khối mặc định như đóng 16 cell này này, 51.2V ấy, thì chúng ta sẽ lắp mạch Zika luôn nhé, Zika Bluetooth. Những cái này thì bên em sẽ không lắp mạch thường mà nó sẽ có thêm màn hình như này. Đây, màn hình hiển thị này, điện áp từng cell này, rồi phần trăm cả khối này, điện áp cell đây, màn hình cảm ứng luôn mọi người nhé. Đó, 16 cell hiển thị rất là chi tiết này. Đó, sau khi cân xong thì điện áp nó đều và dung lượng nó đều. Cái quan trọng em chia sẻ ở đây ấy là cái dung lượng nó đều nhé. Còn điện áp thực tế mà đều thì bên hãng gửi về thì nó cũng tương đối đều rồi. Nhưng mà để mà cái dung lượng ấy thì phải cân bằng bằng cái máy chuyên dụng như vậy. Đó, đây là màn hình cảm ứng của mạch Zika. Đây, những cái khối này là đã hoàn thiện rồi này. Bên em sẽ bàn giao bàn giao cho khách hàng nữa thôi. 51.2V, 280, những cái khối này thì đóng rất là nhiều. Đóng thì nó cũng giống pin hãng thôi, nhưng mà giá thành nó sẽ rẻ hơn, thời gian bảo hành thì ngắn hơn. Những cái cell của bên em đây, cell 280 đợt này cũng về tương đối nhiều để phục vụ anh em làm pin lưu trữ. Đây, một bộ mà để cho máy hybrid ấy, thường là 51.2V, 280 thì ghép 16 cell. Đây, ví dụ những bộ này, đây mọi người này, nội thất bên trong này. Đó, chúng ta có cái thanh chắn này là để khi mà để đứng lên nó hoặc là để nghiêng nó không bị đổ nhá. Còn thiết kế của bên em ấy thì cứ cách hai cell này có một cái vách ở đây. Đây nữa có một cái vách ở đây. Đây thì khi mà việc chúng ta để đứng lên ấy thì nó sẽ không bị đè. Nó chỉ có một cell đè lên một cell thôi nên là không ảnh hưởng gì cả. Tránh trường hợp mà một số bên ấy không có vách thì khi mà chúng ta để đứng lên ấy, cái cell dưới cùng này này nó sẽ chịu trọng lượng của cái 7 cái cell trên này đè xuống, nó rất là nặng. Một cell này là 5 cân rưỡi nhá. Nếu mà 7 cell là vào tầm khoảng 40 cân rồi, 40 cân mà đè xuống một cái cell này thì nó rất là nặng nên là ảnh hưởng cái cell này. Và chúng ta cần lưu ý cái vấn đề vỏ thùng. Chúng ta sẽ chia vách ở đây, vách ngăn dày 3 ly nhé. Đây, vách này, đây có vách này, đó. Bộ này là 16S 280Ah đây, có 4 quai sách, nó khá là nặng đấy mọi người nhé. Một khối như thế này hoàn thiện là nó sẽ vào tầm khoảng 110 đến 120 cân ấy. Em chưa cân chính xác nhưng mà nó sẽ tầm khoảng đó. Nói chung là hơn 100 cân, nên là cần 4 người, 4 góc như vậy. Bên em làm 4 cái quai, đó, mỗi bên 2 quai để anh em có thể vận chuyển nó dễ dàng hơn. Đó, đây có hai cọc đầu ra này. Anh em đánh dấu khối số 6 nhé. Đây là đánh dấu để phân biệt khi mà kết nối Bluetooth thì nó sẽ hiển thị lên để mình biết được khối nào với khối nào. Dương này, âm này. Những cái này có giao tiếp luôn nhé. Đây, cổng giao tiếp chúng ta cắm cổng đây. Đó, cắm dây mạng bình thường nó sẽ nhận giao tiếp, đọc phần trăm chính xác với các dòng máy của Lux Power đây này. Đó, giao tiếp chuyên sâu với Lux Power và Dyer luôn. Dây thì đi dây lớn này, dây 25. Trên mạch thì có hai dây này cộng lại thì nó cũng bằng dây 25 rồi. Còn dây một dây ra đây dây 25. Đó, đấu dây cho mọi người an toàn như vậy. Giữa này có phíp thủy tinh, cách điện, cách nhiệt. Đó. Vỏ sơn tĩnh điện tuyệt đối luôn nhé. Vỏ này cách điện hoàn toàn này. Đây có ốp sườn này, rất là dày nhé, để khi mà chúng ta bắn quai ấy, nó sẽ không bị tác động vào cell. Đó. Đây có cái ốp sườn này, khoảng cách từ đây ra đây. Đó nhá. Đây cũng có khoảng cách này, nên là chúng ta để đứng không cần kê gì vẫn được, nó sẽ cách mặt sàn còn từng này nữa cơ mà. Còn khoang chứa mạch thì khá là rộng. Đây, bộ này anh em đang chờ cắm dây giao tiếp kia. Chờ màn hình nữa. Cái này có màn hình nhé. Cái nắp chưa lắp vào. Nên là cái rắc chờ là cắm lên màn hình. Đây, có cái màn hình đây rồi này. Như hai bộ này là đã hoàn thiện rồi. Bàn giao được cho khách hàng. Kết hợp với những máy Lux Power đây. Đó. Còn những bộ nhỏ 51.2V 100Ah. Đây là những cái bộ 24V. Đó. Bên em cũng làm chỉnh chu như vậy.
Đóng cái này là phải am hiểu và an toàn mọi người nhé. Nếu mà chúng ta không có kiến thức thì nên mua những cái khối mà bên em đóng sẵn như thế này này. Còn chúng ta không nên tự đóng. Tự đóng thì cũng được thôi, nhưng mà phải yêu cầu là phải nắm được cái kỹ thuật, phải biết được đặc tính của pin, dòng nạp dòng xả. Ví dụ những khối 208 này, hãng người ta ghi là cho phép xả 0,5C hoặc là 1C, nhưng mà bên em khuyến cáo nạp xả là chỉ dừng lại 0,2C thôi mọi người nhé. Thực tế rất là nhiều anh em cứ ham nạp xả dòng lớn, nhưng mà nó sẽ giảm tuổi thọ của pin. Nên là chúng ta cứ theo cái khuyến cáo là nạp xả khoảng tầm 0,2C. Ví dụ như 280Ah thì cứ nạp xả khoảng tầm 60A là phù hợp thôi. 60A quay đầu là nó sẽ bền. Thực ra thì khi mà chúng ta xả 100A hay là lớn hơn nữa 120A thì vẫn được thôi, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái tuổi thọ. Có thể hết cái thời gian bảo hành, ví dụ chúng ta chọn gói bảo hành 2 năm, vừa hết bảo hành thì nó lại hỏng mất. Thì nên là chúng ta muốn nó lâu bền, đảm bảo tuổi thọ khoảng tầm 8 đến 10 năm, thì cứ đảm bảo cho em cái dòng sạc xả là 0,2C. Với những khối 208 thì dòng sạc xả là 60A là phù hợp. Còn khối 100Ah thì nên dừng lại ở dòng sạc xả là 20 đến 25A thôi nhé. Đây, những cái khối 100Ah này. Đó. Hôm nay là một cái video tiếp tục chia sẻ với mọi người về những cái pin lưu trữ như vậy. Anh em quan tâm cần lấy báo giá thì có thể liên hệ qua số Zalo là 0382 124 123 hoặc 0392 124 123 mọi người nhé. Bên em đã có những cái video báo giá phần trước và cập nhật qua Zalo, nên là mọi người cứ nhắn qua đó. Rồi bên em sẽ đóng những cái khối pin phù hợp cho nhu cầu của chúng ta, hệ 12, 24 và 48 như vậy. Rồi video này em xin tạm dừng tại đây. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.